Chào mọi người, mình là Văn đây, đang là trainer của câu lạc bộ NX. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mô phỏng chuyển động của cái động cơ ngang này. Đầu tiên, mình sẽ vào chỗ Tab Application và chọn Motion này. Okay. Sau khi nó chuyển sang ở Application Motion thì là hiện các thanh công cụ ở trên này, đây các tool trên thanh công cụ trên này hiện đang ở chế độ bị vô hiệu hóa hết. Thì mình phải kích chuột phải vào đây và chọn New Simulation. Đấy. Sau đó mình chọn cái mục Dynamic này. Đấy. Và tích chọn này. Ok. Đấy. Sau khi vào trong môi trường này thì mình sẽ ẩn cái này đi. Ẩn đi cho thì nó mình dễ áp link hơn. Rồi, ok. Đầu tiên thì mình phải khai báo các khâu, tức là các link, các khâu kết nối đấy. Đầu tiên là mình chọn link này. Đấy. Thì tất cả những cái gì mà nó không có chuyển động tương đối với nhau thì mình cho nó vào một link và một khâu. Đấy, ví dụ như cái bánh đa này. Đấy, cái trục này. Đấy, và cái trục kìm này nó không có chuyển động tương đối với nhau, tức là đấy, nó chỉ chuyển động quay tròn quanh tâm cái bánh đa này thôi, còn nó không có chuyển động tương đối với nhau thì mình cho nó vào một link. Đấy này. Tiếp sau đó mình khai báo cái link này, đây cái thanh dẫn này, đây tay biên này, đây ăn nào, và quả piston này và cái trục bên trong, đây trục bên trong của nó ăn nào. Tiếp theo mình phải khai báo cái link bên trên, đây, cả phòng điện, tất cả những cái gì phải gắn với nó, đây bởi vì nó không có những cái bộ phận này nó không có chuyển động tương đối với nhau mà. Đây. Đây mình ăn nào. Đây. Tiếp thế sau đó mọi người còn cái con chạy này, cái con này à, mình để nó một link ăn à, nào. Ok đó à. Sau khi xong thì mình số con này xuống thì được có 5 link, thì bây giờ mình phải khai báo các khớp cho nó. Ví dụ như zone là khai báo các khớp. Đầu tiên thì mình thấy cái bánh đa này nó quay quanh tâm của nó thì tức là mình phải khai báo cái đây, chọn revolute đây là bạn này là để cho nó xoay quanh tâm. Mình chọn link, đây mình chọn trực tiếp vào đây cũng được. Đấy. Và mình chọn điểm nó quay quanh tâm, tức là mình chọn sang chế độ đây, mình bắt tâm. Đấy, mình chọn vào đây. Đấy, thì là cái điểm này sẽ bắt vào tâm. Và chọn vector mình sẽ chọn vào thẳng cái mặt trụ này. Đấy, thì nó sẽ chọn vector cho mình. Và không cần tích cái này, bỏ ấn up now. Ok. Đó. Sau khi xong cái này, mình lại tiếp tục nhận thấy này, cái tay biên này nó có chuyển động tương đối với cái bit quả piston này. Đấy. Thì mình sẽ phải khai báo đây, mình sẽ chọn này và tiếp tục mình phải đây, chọn tâm này, vector chọn thẳng vào cái trụ này và xác minh này, mình chọn vào cái quả piston này. Này mình cũng phải chọn lại, chọn sao cho hai nó trùng tâm nhá. Đấy, mình chọn vector tiếp. Đấy, ok, xong rồi, ấn up now. Cái tay biên này nó cũng có chuyển động tương đối với cái link này, tức là cái trục khiểm này. Đây, thì mình chọn đây. Đây. Chọn lại điểm. Đấy. Chọn vector, mình nhấp thẳng vào cái trụ này. Chọn xác minh này. Cái mà nó quay quanh, tức là cái tay biên này có chuyển động xoay quanh cái này thì mình chọn cái sắp lên này, mình chọn này. Đấy. Chọn lại điện. Đây, mình chọn là đúng cái vừa này. Đấy. Sau đó chọn vector. Vector thì mình chọn là cái trụ này. Và up này, ok. Rồi, mình làm đến đây đã, mình test đã, không làm nhiều quá nỗi hay nỗi. Đấy. Đầu tiên thì mình phải kích hoạt driver cho này, tức là trình điều khiển cho nó này. Đây, mình gắn exit này, tức là cho cái bánh đa này quay này. Đấy, chọn sang driver này. Ở NX10 thì các bạn chọn cái chế độ constant cho mình nhé. Còn ở NX11 thì chọn chế độ pony name này. Đấy, phải điều chỉnh để này chỉnh sang vòng trên phút cho mình, vòng trên giây cũng được. Là chọn 200 vòng trên giây đi. 200 vòng trên giây có vẻ là hơi nhanh đấy, nhưng mà đấy, ok. Đấy.
Sau khi xong này, mọi người ấn summation này đấy, để tạo ra một cái đối tượng chuyển động. Mọi người để này 1 giây và bước là 50. Ấn OK. Đấy, và mình solver để tính toán, kiểm tra. OK. Và mình sẽ chọn cái đây để chặn, mình chọn đây và bấm chặn. Như vừa nãy mình khai báo chưa đúng thì nó có hiện tượng như này này, mình làm lại. Sai cái chỗ nào rồi. Đây vừa này. Chọn số 1. OK. Đây. Đây mình sẽ chọn lại cái này. Để 200. Thử lại nha. OK, quay khá là chậm. Mình có thể điều chỉnh nó nhanh lên. OK. Tạm thời vậy đã. Đây, mình có thể điều chỉnh tốc độ ở đây này. Đây. Đây, mình điều chỉnh cho nó nhanh đi. Đây, mình để. Bây giờ mình chỉnh sang vòng trên phút đi. Vòng trên giây đi. Đấy, mình để 100 vòng trên giây, khá nhanh như vậy. OK, hơi nhanh nhỉ, một giây quay được 100 vòng. Đấy, mình chỉnh xuống một chút nữa, mình để 80 thôi. OK. Đấy, mình sẽ tính toán lại rồi. OK, thử lại xem chạy này. Rồi OK, nhanh hơn một chút rồi. Để vậy là ổn. Đấy, thì mọi người, mình chưa khai báo đủ nên nó có hiện tượng như vừa nãy. Đấy, bây giờ mình lại nhận thấy tiếp này, cái quả piston này này, nó chuyển động lên xuống. Đấy, thì mình phải khai báo tiếp rồi nó khớp tĩnh tiến. Thì đầu tiên mình sẽ chọn vào slider này. Đấy, tĩnh tiến này, chỉ tĩnh tiến thôi. Đấy. Và mình sẽ khai báo link. Đây là quả piston này. Và vector. Mình sẽ chọn lại điểm nhá. Đấy, chọn điểm thì mình chọn tĩnh tiến đúng tầm. Đấy. Và vector mình sẽ chọn vector là tại năm này, mình không cần phải chọn này. OK, đây mình thử lại đây. Đây bấm solver đã để tính toán lại đây. À, bị lỗi rồi. Đây, xem giờ mình chưa biết là nó bị lỗi chỗ nào. Mình kiểm tra lại cái này của mình. Mình 1, mình 2 này. Đây và đây này. Xem. Đây, mình kiểm tra lại nhé. Khả năng là bữa nãy mình bị lỗi chuyện này. Đây. Mình xóa 2 này đi ta. Đây, mình làm lại chỗ này một chút nhé. Rồi mình xóa cả hai sâu như xin 1 này đi. Mình có nhầm lẫn một chút nào đấy. Cái chỗ khai báo này thế nên là nó bị lỗi. Chọn này, chọn đây, chọn cái vô này. Đây mình chọn lại này, đầu tiên này mình chọn link này, tay bia này, chọn lại điểm này, là chọn đường này, đấy. OK. Chọn vector là mình bấm thẳng vào cái trụ này này. Để chọn sang link tích này. Chọn này, chọn lại điểm này. À, OK, chọn vector. Này, đó, xong rồi. Này, chắc không lỗi nữa đâu. Đó, tiếp tục cái tiếp theo. Mình chọn như này.
chọn lại điểm này. Vector đây. Mình chọn lại điểm, mình chọn lại nhé, mình chọn lại điểm này. Để ý vào không là bị lỗi đấy. Vector mình chọn thẳng cái trụ này, ăn đúng, ăn này. Đấy. Mình thử tính toán lại chưa, đây mình phải tạo ngay ra. Ok, xin over. Ok. Chặn. Đã. Vì nó chưa chặn. Dạ. Bởi vì mình chưa khai báo cái driver của nó mà. Để mình kiểm tra lại này. Xem driver này. Mình để luôn nhá. Đã. Mình chọn driver này. Mình chọn driver. Object mình chọn là roi 1. Ok. Đấy, cậu xuống. Đúp vào đây. Mình chọn cái này là personal này. Mình điều chỉnh sang chế độ vòng trên dây. Mình chọn là 80 vòng trên dây đi. Ok. Rồi. À, cho chạy đã, quay rồi. Rồi, tiếp theo là mình sẽ khai báo cái quạt piston này chạy tự tiến lên xuống này. Như vừa nãy mình làm mà nó lỗi ấy, lần này không biết tên nào. Mình nghĩ là nó không lỗi đâu. Đây, chọn style slider này. Đây, chọn link là cái quạt piston này. Chọn lại điểm nhé. Mọi người để ý cái điểm này, chọn điểm sai này nó cũng lỗi ấy. Đây. Đó, chọn vector, chọn thẳng vào đây. Rồi, ấn ok, ấn nào. Tính toán lại. Rồi, ok được rồi. Vì nãy mình có răng buộc sai lỗi mình phải làm lại. Đấy. Đây. Đây. Đấy. 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 Mọi người thấy gì chưa? Cái này nó chuyển động lên xuống nhưng mà chuyển động hơi nhanh, thì nó mình sẽ điều chỉnh cho nó quay chậm đi thì nó sẽ chuyển động chậm đi. Rồi bây giờ cái trục này tĩnh tiến này, tĩnh tiến đây, tĩnh tiến dọc trục này, thì mình khai báo tiếp một cái khớp. Đấy, mình khai báo tiếp một cái khớp chuyển động tĩnh tiến nữa. Chọn bếp lên này. Đây, chọn vào bếp tôi chọn lại điểm nhá. Chọn lúc nào mình phải kiểm tra lại cái điểm này. Đấy. Đấy, chọn vật tâm và vector chọn là thành cái trụ này được rồi. Ăn nào. Ok, tính toán lại này, mọi người cứ làm từ từ thôi, không cần phải vội, làm chậm chậm thôi không có lỗi đấy. Rồi ok, đây bây giờ chạy này xem nó có gì mới không. Đấy, bây giờ cái này nó không bị nhảy nữa đúng không, nhưng mà nó vẫn chưa chuyển động là bởi vì mình chưa ràng buộc cái con chạy này và cái này. Đấy, bây giờ mình nhận thấy này, cái con chạy này này nó có chuyển động xoay tương đối với cái trục khiển này và chuyển động tĩnh tiến với cái này. Thế là bây giờ mình làm buộc hai cái như này. Bây giờ mình làm thử nhá. Xong này. Mình chọn đi vào nút này và chọn link. Đây, mình chọn thằng này. Chọn điểm. Đây, mình sẽ phải chọn lại điểm là đúng vào tâm. Đấy. Vector mình chọn bằng cái trục này. Đây, mình kích này lên và điểm mình chọn lại. Mình chọn đúng vào tâm. Vector mình chọn vào cái trục này. Đấy, ok. Up này. Rồi. Và mình chọn slider để cho cái thằng này tĩnh tiến này. Đầu tiên mình chọn link này. Đấy, mình chọn thằng này. Ràng buộc lại điểm. Thì mọi người để ý nhá, mình sẽ chọn và đúng cái tâm đây, đúng cái tâm tĩnh tiến của nó thì đặt vào tâm này. Ok, vector thì mình chọn theo vector sẽ trục z nhé, z
2 và 5 này link, thì mình chọn cái đây là thằng này, nó tự biến chứ thằng này đối với thằng này, thì mình sẽ phải chọn lại điểm. Điểm thì mình cũng phải chọn nó đúng cái tâm như vừa nãy, tâm nãy á, tức là tâm tĩnh tiến ấy, mình phải chọn đúng vào đó, không chọn đúng là nó lỗi ạ. Đây đây mình chọn vào đây, thì bắt vào đúng tâm vừa nãy rồi đúng không? Đấy, ok đấy, và chọn vector, mình để thành vector theo trục z đang áp nào. Bây giờ mình tính toán lại này. Hy vọng sẽ đấy, ok, không có lỗi gì nhá. Xem chạy có được không. Nếu không chạy thì mình phải làm phương án khác. Mà chạy rồi thì là ok. Mình chạy nhá. Đã, ok, đã được rồi. Đó, bây giờ mình chỉ hiệu chỉnh cái tốc độ của nó thôi. Hiệu chỉnh tốc độ nhá. Đây, mình 40 vòng, mình cho 40 vòng thôi. Ok. Tính toán lại này. Rồi. Và mình cho chạy này. Chạy này. Ok, vẫn còn nhanh đúng không? Nhưng mà vậy là mình thấy nó hợp lý này. Nhưng mà mọi người mà muốn xem chậm thì mình có thể điều chỉnh ở đây để xem chậm nào. Rồi. Bây giờ mình sẽ phải hiện các body lên này. Hiện những cái body vừa nãy mình đã cho hiện. Đấy, mình cộng hết này. Đó, xin lỗi. Cộng đi. Ok. Đấy. Bây giờ mình làm mờ cái quả piston này đi này. Mờ cái vỏ này đi để mình nhìn thấy bên trong quả piston có chuyển động này. Đấy. Đây âm này, ok, đây cái này mình cũng cho mờ đi. Đấy. Rồi mờ, ok, mình render này, render này. Rồi mình chọn sang nền xanh đi, mình rất thích cái nền này. Đó. Đấy, mình về tắt home này, rồi chạy này. Rồi, chạy. Ok. Ok rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé. Đây, mọi người mà muốn để cho nó chạy xoay tròn thì mình tích vào cái đây này. Đấy. Cảm ơn mọi người theo dõi nhé.